Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những bí quyết khi mà viết kịch bản cho phim. Một bộ phim cũng giống như là một tác phẩm văn học hay là một tác phẩm sân khấu, tất cả đều hướng đến một mục đích là kể câu chuyện cho khán giả. Câu chuyện đó có hay, có ý nghĩa, có hấp dẫn thì khi đó khán giả mới muốn xem tiếp xem chúng ta kể câu chuyện như thế nào. Một kịch bản tốt thì ngay từ trang mở đầu, ngay từ những dòng đầu tiên đã phải xác định rõ cho người xem biết đây sẽ là thể loại phim gì và câu chuyện này xảy ra trong môi trường nào, vào thời điểm nào. Bạn không thể để cho người ta xem hết 1/3 bộ phim, lúc đó mới biết phim của tôi thuộc thể loại hài hay là phim của tôi thuộc thể loại hành động. Càng xác định sớm bao nhiêu thì càng chọn được đối tượng khán giả sớm bấy nhiêu. Có 5 thể loại phim được khán giả thích thú nhất. Thứ nhất đó là thể loại phim hành động. Thứ hai đó là phim sci-fi, khoa học viễn tưởng. Thứ ba đó là phim tình yêu, tâm lý, xã hội. Thứ tư đó là phim kinh dị, horror movie. Và cuối cùng đó là thể loại phim thriller, các phim có tính kích thích cao. Nếu là phim hành động thì tất nhiên bạn sẽ phải tập trung vào việc mô tả nhân vật trong những cái tình huống gay cấn. Nhân vật đó sẽ nói ít hơn, nhân vật đó sẽ phải thể hiện các hành động của mình nhiều hơn. Phim khoa học viễn tưởng, sci-fi, nó có thể là những cuộc du hành giữa các vì sao, nó có thể là những phát minh, nó có thể là việc nghiên cứu chữa bệnh cho con người. Những bộ phim như về Frankenstein, đó là một bộ phim vừa có thể xếp vào thể loại khoa học viễn tưởng bởi vì nó là phát minh mới của con người, nhưng mà nó cũng có thể xếp vào thể loại kinh dị. Những bộ phim như X-Men chẳng hạn cũng được nhiều người ưa chuộng bởi vì nó cũng nói về những cái phát minh mà hiện nay chưa có trong cuộc sống nhưng rất có thể con người sẽ tạo ra được sau này. Nếu như mà bạn chọn thể loại của phim là tâm lý xã hội thì đương nhiên nhân vật của bạn phải bình dị, gần gũi với người xem và những câu nói của người đó luôn luôn đề cập đến những vấn đề về tâm lý mà con người ai cũng có thể phải trải qua những vấn đề đó trong cuộc đời mình. Nếu mà nói về thể loại phim horror movie, tại sao người ta ưa thích thể loại này? Đơn giản thôi, con người sinh ra đã có một cái nỗi sợ hãi bí ẩn đối với thiên nhiên. Thiên nhiên vượt ra khỏi cái khả năng hiểu biết của con người. Bạn đi vào một căn phòng tối, bạn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhiều khi chúng ta biết cái sợ hãi đó của chúng ta hết sức vô lý bởi vì chẳng có gì có thể xảy ra trong căn phòng đó cả. Bản thân cái sự sợ hãi đó chính là đến từ việc con người chưa hoàn toàn hiểu về môi trường sống xung quanh mình. Phim thriller, phim kích thích là một thể loại phim rất khó định nghĩa. Tất cả những loại phim từ tâm lý xã hội, từ phim kinh dị, từ phim khoa học viễn tưởng đến phim hành động thì đều có thể làm cho người ta bị kích thích. Và khi mà khán giả bị cuốn theo cái nhân vật chính, thường là một cái nhân vật trinh thám, nhân vật đó đang đi tìm cách giải cái bí ẩn đặt ra ở đầu bộ phim. Những bộ phim như Harry Potter, Da Vinci Code rất là được người ta ưa chuộng. Những cái tình huống tạo ra trong đó vô cùng gay cấn và nhân vật chính phải tìm cách giải quyết để có thể chiến thắng. Là người viết kịch bản đó thì bạn nên hình dung là mình phải có tối thiểu 3 tình huống ở trong mỗi một bộ phim của bạn mà sẽ gây ra sự tranh cãi. Làm sao để khán giả sau khi xem bộ phim của bạn về có thể nhớ đến cái cảnh đó. Thường những cái vấn đề chúng ta đưa ra nó có thể là những vấn đề về tâm lý, vấn đề về tình yêu, về tình dục. Đó là những cái mà bất cứ một con người nào người ta cũng phải trải qua. Nói về những tình huống mà người ta có thể nhớ đến trong phim. Trong phim Dunkirk chúng ta có chi tiết về một cậu bé bí mật nhảy xuống tàu để theo những người ngư dân đi sang bờ biển nước Pháp cứu những người lính Anh. Chuyến đi đó đã trở thành chuyến đi định mệnh, cậu bé mãi mãi không trở về nữa. Và tại sao người ta sẽ nhớ đến chi tiết này? Đó giống như là một vấn đề của sự may rủi. Tất cả những chi tiết nhỏ đó tưởng chừng nó chỉ là một chi tiết ở trong phim, nhưng thực sự ra người viết kịch bản đã rất là sáng tạo và rất là khôn khéo trong việc đưa những tình tiết đó vào để làm cho những tình tiết đó gần gũi với cuộc sống của khán giả. Người xem người ta quan tâm đến gì? Cuộc sống, tình yêu, gia đình, mối quan hệ của mình với xã hội, những nỗi lo lắng, vấn đề cơm áo gạo tiền. Vậy thì chúng ta hãy đề cập đến những vấn đề rất là đơn giản đó.
không cần phải đi tìm những chủ đề gì quá cao xa. Chúng ta hãy lấy ví dụ, trước đây có một bộ phim rất là nổi tiếng, The Secret Life of Walter Mitty. Anh chàng Mitty này chỉ là một người giữ phim âm bản bình thường ở trong tòa soạn tạp chí Life. Anh ta đã được một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trao cho giữ một miếng phim âm bản và nói rằng tất cả mọi bí mật đều nằm ở trong cái miếng phim đấy. Do những sự rủi ro, Walter Mitty đã để mất cái miếng phim âm bản, trải qua rất là nhiều những cái thử thách. Cuối cùng, anh ta đã tìm được miếng phim âm bản. Anh ta cũng tìm lại được tình yêu. Chi tiết đắt nhất chính là thấy chính hình ảnh của anh ta khi đang rửa phim được đăng trên các trang bìa số cuối cùng của tạp chí Life. Sau tất cả những cái vất vả anh ta đã trải qua đó, thì anh ta đã đạt được mọi nguyện ước của mình. Trong những kịch bản của các bạn, hãy ca ngợi cái tôi của nhân vật chính của các bạn đi. Và các bạn sẽ thấy rằng là nhân vật chính của các bạn sẽ rất là dễ kết nối với khán giả. Các nhà văn châu Á nói chung và các nhà văn Việt Nam nói riêng hay có cái khuynh hướng là nặng về tính, kể chuyện. Nhưng chúng ta quên mất một điều rằng khán giả muốn sống trong câu chuyện của nhân vật chính. Làm cách nào để biến khán giả trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình? Bằng cách hãy dùng lời nói, hãy dùng hành động, hãy dùng cái sự phát triển tính cách của nhân vật đó qua các tình huống khó khăn. Thì khi đó khán giả sẽ bị hút vào câu chuyện của bạn và khán giả sẽ cảm thấy họ chính là nhân vật chính. Họ sẽ khóc, họ sẽ cười với nhân vật chính và họ sẽ thấy đau nỗi đau của nhân vật chính. Hãy để cho nhân vật nói ít một chút nhưng mà thể hiện bằng hành động. Những cái hành động đó có thể là tình yêu. Thay vì là người đó sẽ phải suy nghĩ rằng tôi yêu cô ấy quá, thì bạn hãy dùng một ánh mắt đắm đuối để nhìn vào cái đối tượng. Lúc đó cũng đã đủ để thể hiện rằng người đó đang yêu, chứ không cần phải nói ra là tôi yêu. Nếu như muốn nói là nhân vật chính rất là yêu trẻ em, thì hãy để cho nhân vật đó luôn luôn quan sát, nhìn thấy những đứa trẻ đang vui tươi và nhìn cái vẻ trìu mến trên gương mặt nhân vật, vậy là đủ. Không cần phải tả anh là người rất yêu trẻ em. Ban tổ chức đã ra cho các bạn 4 chủ đề. Thứ nhất là thời trang, thứ hai là tình yêu, thứ ba là gia đình hiện đại và thứ tư là quan trọng là thần thái. Con người của chúng ta có 3 nhu cầu thôi: ăn, ở và mặc. Có những cái loại trang phục mà nó gắn với tính cách của một con người. Nếu như mà đã nói đến là các anh chàng cowboy Texas, thì lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến những bộ trang phục may bằng chất liệu denim ôm sát, chiếc khăn quàng cổ, chiếc nón cowboy. Nếu như chúng ta nói đến những tên cướp biển Caribe, thì lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến bộ quần áo da. Hoặc nếu như mà đã nghĩ đến những nàng công chúa, thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến những chiếc đầm bồng bềnh tha thướt. Thời trang thường đóng vai trò rất là quan trọng trong các bộ phim, đại diện cho một giai đoạn lịch sử trong xã hội, và trang phục sẽ thể hiện cho biết người ta sống như thế nào trong giai đoạn lịch sử đó. Chúng ta hãy thử nhìn bộ phim The Devil Wears Prada. Thường được người ta nghĩ đó là một bộ phim về thời trang, nhưng nó cũng có thể là một bộ phim về tình yêu và nó cũng có thể là một bộ phim quan trọng là thần thái, tùy theo cái cách bạn xếp loại nó như thế nào. Câu chuyện xảy ra trong tòa soạn tạp chí thời trang cho nên nó được gọi là phim thời trang. Câu chuyện này nói về một cô gái phải vượt qua chính mình rất là nhiều để cuối cùng mới hiểu được mục đích cuộc sống của mình là gì. Và vì thế nó là quan trọng là thần thái. Nhưng câu chuyện này cũng nói về tình yêu cá nhân của cô này. Phải vượt qua rất là nhiều thử thách, cô mới hiểu được tình yêu chính là giá trị cuộc sống của mình. Đừng đặt quá nặng bộ phim của bạn phải là thời trang hay tình yêu hay quan trọng là thần thái hay là gia đình hiện đại, bởi vì nó có thể là một và nó cũng có thể là tất cả. Có rất là nhiều các bộ phim dính dáng đến chủ đề về gia đình hiện đại. Một trong những bộ phim của Việt Nam vừa qua, ví dụ như là bộ phim Em là bà nội của anh. Đó là một bộ phim gia đình khi mà đặt ra những cái vấn đề giữa mẹ chồng và nàng dâu, và mẹ chồng phải thay đổi cái vai trò của mình với người con dâu thì hai người mới nhìn cuộc sống từ cái góc nhìn của mình và từ đó hiểu và thông cảm hơn cho người kia và làm cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Đừng quá lo lắng về các chủ đề của mình. Hãy tập trung xem là câu chuyện của mình là gì. Nếu đề tài của bạn là cái gì thì bạn chỉ cần thêm một vài tiểu tiết
nhấn nhá mạnh hơn cho hướng đó thì bộ phim của bạn đã đạt được đến vấn đề là thực hiện cái chủ đề bạn được đề ra rồi. Bạn chỉ cần chú ý là khi có những cái sản phẩm của nhà tài trợ thì bạn thực hiện những yêu cầu đúng là sản phẩm của họ sẽ có xuất hiện bao nhiêu lần trong bộ phim của bạn, tối thiểu là bao nhiêu giây một lần, hoặc là bạn có thể viết kịch bản làm sao để câu chuyện đó sẽ có những cảnh được quay trong những cái địa điểm, ví dụ như nhà máy hay là cửa hàng của nhà tài trợ. Có rất nhiều bộ phim lần này có nhà tài trợ là bao cao su Lifestyle. Và khi nói đến bao cao su, chúng ta có thể nghĩ đến nhiều yếu tố bi hài của nó. Bạn có thể thoải mái sáng tạo, và nhất là những chủ đề nào liên quan đến tình yêu, hãy để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng, đừng để cho mình bị hạn chế về bất cứ cái gì hết. Và các bạn ơi, chúng tôi đang chờ đợi những bộ phim xuất sắc nhất của 321 Action 2018 năm nay. Hãy tỏa sáng cùng 321 Action. Cảm ơn các bạn.